Video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái tính năng Auto Target để dùng để quét và phân tích và tạo đối tượng vào một cái nhóm khách hàng. Thì sau khi chúng ta ở video trước thì chúng ta đã biết cách lấy cái token rồi. Chúng ta nhập cái token vào đây. Và bây giờ chúng ta muốn quét chẳng hạn, ví dụ là ta muốn quét tất những cái khách hàng mà họ like cái bài viết này đi, hoặc là comment cái bài viết này đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ ấn chuột phải này, copy này, và chúng ta bỏ vào đây. Chúng ta có thể quét này là cái những người like, share này, hoặc là những người comment bài viết này, những người chia sẻ này. Ví dụ những người comment thôi chẳng hạn, và chúng ta sẽ ấn nút phân tích. Chúng ta sẽ nhập cái tên, ví dụ đây là Suka1 chẳng hạn, và chúng ta muốn phân tích. Ví dụ mình muốn phân tích cho chính xác là mình sẽ phân tích là 100 người chẳng hạn. Ví dụ vậy, nhưng mà ở đây chỉ có 63 comment thôi nhé. Ở đây chúng ta sẽ phân tích này, đấy, phân tích này. Phân tích, chúng ta chọn Suka 1 và chọn thì mình ấn nhanh, mình ấn 100 người đi. Và hệ thống đang xử lý. Đây nó đang phân tích 100 người reaction, tức là những người ở đây nhé, mọi người nhé, đây nó sẽ lấy ở đây ra này, phân tích. Và chúng ta sẽ thấy này, đây có tổng là 882 người này, 62 người comment này, 36 người chia sẻ này, và đều là nữ hết, và độ tuổi là 35 đến 44. Đấy, như vậy thì chúng ta đã lấy được, biết cái độ tuổi để chạy cho nó chính xác, đỡ chúng ta chạy linh tinh. Rồi, và chúng ta sẽ thấy này, đây những cái trang này này mà họ rất là quan tâm này, chúng ta sẽ xem thử là họ quan tâm cái gì này. Đấy, phụ nữ gia đình đúng không? Đó, ok, và cái này đang bán thời trang cho phụ nữ, đúng luôn. Đấy, chúng ta sẽ xem qua hết một loạt, ở đâu nhiều này, không, Bắc Giang nhiều. Ok, chúng ta sẽ đi xem. Đấy, thích Walmart này. Đây là mức độ liên quan nhé. Thì càng cao thì nó càng tốt nhé. Tức là, ví dụ cao thế này là nhiều người liên quan á. Đây là cái trang gì mà sao nhiều người vậy? Cho các chị này thích cái loại này vậy biết. Rồi, ok. Thì sau khi mà chúng ta làm như vậy rồi, thì chúng ta muốn chạy quảng cáo vào cái tệp này này. Ví dụ chúng ta muốn chạy vào cái đối tượng phụ nữ gia đình này, thì ta chỉ việc ấn tạo đối tượng. Đó, chúng ta chọn tài khoản quảng cáo. Và chúng ta lưu ý nhé, là tài khoản này là phải tài khoản của trình quản lý doanh nghiệp. Đó. Rồi, ví dụ mình ví dụ đây là trang phụ nữ gì đấy đi, mình ví dụ vậy. Ok, và mình có thể tạo nhiều trang cho mọi người nhé. Rồi, và ở đây trước khi mà sử dụng chúng ta phải chấp nhận điều khoản nhé. Đây nó sẽ có một cái điều khoản. Đây. Đấy, như mình là mình chấp nhận rồi. Còn không thì chúng ta chỉ việc ấn vào chấp nhận thôi. Rồi xong. Còn nếu mà ai chưa biết tạo cái tài khoản doanh nghiệp á, thì chúng ta sẽ xem ở cái video đó là tạo cái tài khoản doanh nghiệp để chúng ta sử dụng cái tính năng này. Rồi, chúng ta ấn tạo đối tượng này. Mình nhớ lại có cái trang này là trang gì? Phụ nữ gia đình đúng không? Đấy, ví dụ chúng ta phải chọn hai trang chẳng hạn. Ok, ví dụ nhưng mà ví dụ này. Thì từ qua cái này thì chúng ta cũng có phân tích này. Đấy, thích thời trang này, thích lady này, thích nghệ sĩ này, thích thời trang này, thì có thể đưa vào chúng ta target được. Đó, và chúng ta ấn này, tạo đối tượng này. Chúng ta ấn tạo đối tượng này. Rồi, chúng ta thấy cái yêu cầu nó đang được chờ xử lý. Thì với một cái đối tượng như thế này thì để mà hoạt động được thì chúng ta tốt nhất chúng ta nên chờ khoảng 30 phút đến 1 giờ thì cái đối tượng nó tạo nó đầy đủ và Facebook nó phân tích nó xong nhất. Và ví dụ chẳng hạn chúng ta có thể vào đây quản lý đối tượng này.
Chúng ta chọn cái nick đó nhé. Vì cái này là mình tạo ở nick cá nhân đó. Không, cái nick này là nick doanh nghiệp, nhưng mà cái tên nó là tên nó là cá nhân. Ok, ví dụ chúng ta thấy này. Đấy, cái tệp này nó là tạo này, nhưng mà nó chưa 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 xử lý xong. Thì chúng ta tốt nhất chúng ta chờ 30 phút đến 1 tiếng thì nó xử lý xong. Thì chúng ta sẽ có tạo, có tệp. Đấy. Ví dụ tệp là 20.000. Đấy, và muốn thì chúng ta ấn vào đây. Và chúng ta có thể chọn là để xem check. Rồi. Đây. Ví dụ nó tương tự như thế này. Đây. Đấy, chúng ta ấn tạo quảng cáo. Do đối tượng này nó chưa tạo xong, còn cái này xong rồi chúng ta ấn vào đây, chúng ta ấn tạo quảng cáo này. Rồi, cái này thì chúng ta cài đặt như bình thường thôi nhé. Không có gì hết. Ví dụ cài đặt bình thường vậy thôi. Tên là ok. Đấy, chúng ta thấy này, ở ngay cái chỗ trong nhóm quảng cáo, chỗ sử dụng đối tượng, chúng ta sẽ, nó là lên cái tệp này rồi. Và đây, cái này là phụ nữ gì đó đúng không? Đây, trang phụ nữ này do đang chưa chạy xong. Còn đấy, chúng ta cũng có thể chọn, chọn để chạy được. Chúng ta có thể làm nhiều trang và thêm ở đây để chạy. Đấy, và như vậy bây giờ chúng ta sẽ chạy chính xác cho cái đối tượng này. Và các cái target ở đây thì chúng ta vẫn làm bình thường nhé. Qua cái phân tích thì chúng ta thấy là cái nhóm này chẳng hạn đúng không, nó nằm ở cái độ tuổi là 35-44 đúng không? Rồi, chúng ta xét quảng cáo luôn 35-44. Rồi, ok. Và như vậy là chúng ta đã xong cái quá trình quét, phân tích đối tượng và tạo đối tượng. Và việc của chúng ta là chạy quảng cáo. Thì cái đoạn này thì chúng ta sẽ làm như một quảng cáo thông thường thôi. Đấy, như vậy tôi đã hướng dẫn xong mọi người sử dụng cái hệ thống Auto Target. Nó sẽ giúp cho mọi người quét, phân tích và tạo đối tượng. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.